Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát triển rộng mô hình nuôi cá sông trong ao nước tĩnh tại Hưng Yên. Hướng đi mới của hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở Bắc Ninh. Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thực hiện sát nhập đơn vị sự nghiệp công lập. Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ ba. Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ hai tàu hút cát trái phép trên sông Hồng. Thưa quý vị và các bạn, với hiệu quả cao từ mô hình nuôi cá sông trong ao, năm 2018, bằng nguồn ngân sách, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ các hộ dân nuôi thủy sản 10 bể nuôi với giá trị 700 triệu đồng. Mô hình nuôi cá theo công nghệ sông trong ao là tạo một dòng sông trong ao tĩnh, dùng máy tạo khí hình thành dòng chảy tuần hoàn để nước luôn lưu chuyển khắp ao. Khi nước chảy liên tục, cá trong bể sẽ hình thành thói quen bơi ngược dòng 24/24 giờ. Đây là điểm khác biệt của mô hình so với phương pháp nuôi truyền thống. Sau khi cho cá ăn, toàn bộ chất thải của cá được hút lên hố trên vườn làm phân hữu cơ cho cây trồng. Do đó, môi trường nước trong ao luôn được giữ trong sạch, cá sinh trưởng nhanh và ổn định. Vì vậy, việc quản lý thức ăn, quản lý môi trường, quản lý sức khỏe cá cũng trở nên dễ dàng hơn. Nuôi thủy sản theo công nghệ này cho hiệu quả năng suất cao hơn 3 lần so với cách nuôi cá truyền thống. Sau thu hoạch cá, cho phép thả con giống nuôi mới ngay mà không cần xử lý đáy ao. Để mô hình đạt hiệu quả cao, các hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật, tham quan mô hình ở một số nơi. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thiết kế, cải tạo ao, xây bể nuôi cũng như lắp đặt trang thiết bị, Chi cục Thủy sản tỉnh đều cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ các hộ dân nhằm đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật. Được biết, cùng với hỗ trợ 10 bể nuôi của tỉnh, các hộ đã xây dựng thêm 7 bể nuôi từ nguồn vốn của gia đình. Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỉnh sẽ hỗ trợ nông dân 100 bể nuôi cá sông trong ao nước tĩnh. Từ hướng đi đúng và mạnh dạn chuyển đổi, một hội viên nông dân ở thôn Giang Hạ, xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã biến diện tích đất canh tác kém hiệu quả thành những ao nuôi cá cho thu nhập cao. Năm 2004, gia đình ông Bùi Đình Duân nhận diện tích 4 mẫu đất ở vùng chuyển đổi, đầu tư xây dựng trang trại nuôi thủy sản. Thời gian đầu do ít vốn, ông tự tìm hiểu về kỹ thuật và nuôi các giống cá truyền thống. Nhờ cần cù chăm chỉ nên sau 3 năm đầu tiên, gia đình ông đã thu lãi. Hiệu quả thu được ban đầu đã tiếp thêm động lực để ông Duân gắn bó với con cá nước ngọt. Năm 2007, với kinh nghiệm đã được tích lũy, gia đình ông phát triển nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp. Để có đủ vốn, ngoài khoản tiền tích góp được, ông Duân đề xuất với các tổ chức hội nông dân để được hỗ trợ vay vốn ngân hàng, đầu tư quy hoạch lại khu trang trại với 5 ao nuôi thả cá, trong đó 1 ao nuôi cá giống và 4 ao nuôi cá thịt. Cùng với nuôi thủy sản, gia đình ông Duân còn tận dụng diện tích đất còn lại tại trang trại để khoanh vùng nuôi vịt, xây khu chuồng trại nuôi lợn thịt. Nhiều năm liền, ông đều đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Xã Yên Đồng là địa phương có đàn gia súc gia cầm lớn nhất huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Hiện nay chính quyền cũng như người dân nơi đây tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Tổng đàn gia súc gia cầm của xã Yên Đồng luôn duy trì trên 100.000 con. Với số lượng đàn lớn, chính quyền đã tuyên truyền cho bà con tiến hành chăn nuôi tập trung theo quy mô lớn để áp dụng khoa học kỹ thuật. Một số hộ đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại để đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh, đồng thời tiết kiệm sức lao động như sử dụng hệ thống dàn phun nước trên mái nhà vào mùa hè nhằm làm mát cho khu vực chăn nuôi, lắp đặt hệ thống vòi nước tự động, hệ thống sưởi vào mùa đông. Bên cạnh đó, chính quyền cũng tạo điều kiện cho người dân về vay vốn, lãi suất thấp để đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con áp dụng vào trong thực tiễn, tạo điều kiện dồn điền đổi thừa để đáp ứng nhu cầu chăn nuôi lớn theo hướng hàng hóa. Thưa quý vị và các bạn, thành lập từ năm 2015, Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú, thị trấn Phố Mới nhanh chóng vươn lên, trở thành điểm sáng trong phong trào sản xuất nông nghiệp của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Bằng những phương án kinh doanh hiệu quả, hoạt động của Hợp tác xã không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho các thành viên, mà còn giúp họ yên tâm gắn bó với mô hình Hợp tác xã kiểu mới. Sau nhiều lần tham quan, tìm hiểu hướng đi các mô hình sản xuất, kinh tế hiệu quả, các xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ đã quyết định đầu tư nuôi cá lồng trên sông Đuống. Sau 3 năm hoạt động,
Hiện nay toàn hợp tác xã đã có 68 lồng chuyên nuôi các loại cá đặc sản, cá lăng, cá chấm đen, chép giòn, chấm giòn. Do có thể khai thác được tiềm năng dòng chảy cho lợi nhuận cao, doanh số bình quân hợp tác xã đạt 18 tỷ đồng một năm. Các thành viên rất phấn khởi và tích cực phối hợp trao đổi với nhau về cách thức sản xuất. Về nuôi cá lồng thì tốt hơn nuôi ở hồ ao. Nếu mà trừ chi phí đi cũng còn lãi được 30% tổng số đầu tư. Khó khăn đối với hợp tác xã nuôi cá lồng chúng tôi, vấn đề là con giống. Con giống là chưa chủ động được, cho nên là cái việc kinh doanh là nhiều lúc nó không theo ý của mình. Đầu ra là chưa được đảm bảo, vẫn bị các cái lái thương ép giá. Chúng tôi đề nghị cái hướng giải quyết là chúng ta sẽ tổ chức một cái đầu ra phục vụ nhân dân trong tỉnh để mọi người đều được thưởng thức cá sạch. Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú được thành lập năm 2015. Ngoài nuôi cá lồng trên sông, hợp tác xã còn sản xuất và kinh doanh một số nông sản địa phương có lợi thế. Điển hình là khoai tây, hợp tác xã đã tham gia cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Quế Võ trong quá trình tạo lập và phát triển nhãn hiệu tập thể khoai tây Quế Võ. Thực hiện đúng quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể, hợp tác xã đứng ra kiểm soát từ khâu lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng. Các hộ thành viên phải tuân thủ, ghi chép đầy đủ quá trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Cách làm này dần được xây dựng thương hiệu cho hợp tác xã. Nhiều thương lái đến tận ruộng thu mua với giá cao. Riêng năm 2016, khoai của hợp tác xã bán ra cao hơn từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg so với các hộ trồng thông thường. Từ thành công bước đầu đó, nhiều hộ tự nguyện xin tham gia hợp tác xã. Đến nay có 19 thành viên, tạo thêm việc làm cho từ 50 đến 100 lao động thời vụ. Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú cũng mong muốn được tỉnh huyện hỗ trợ các cơ chế bao tiêu sản phẩm, đào tạo tiếp cận với những kỹ thuật nuôi trồng mới tiên tiến nhất. Với cái góc độ của ngành sẽ tập trung làm sao đề nghị tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh quan tâm để hỗ trợ cho một cái phần, bổ sung thêm một cái phần vốn để cho quỹ hỗ trợ, thông qua cái quỹ hỗ trợ hợp tác xã để làm sao giúp cho các hợp tác xã của chúng ta có một cái nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất. Thứ hai là chúng ta tạo ra một số các cái chuỗi sản phẩm để làm sao từ khâu mà chúng ta có thể từ giống cây con cho đến quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thì chúng ta làm sao để mở rộng để cho các hợp tác xã của chúng ta có thể bươn tới để làm sao bứt phá trong cái thời gian tới. Thời gian tới, Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú dự kiến mở cửa hàng giới thiệu nông sản sạch trên quốc lộ 18, tiến tới hợp tác với hệ thống các siêu thị lớn để tiêu thụ nông sản ổn định, tăng doanh thu hợp tác xã và nhất là nâng tầm thương hiệu nông sản địa phương. Bên cạnh sản xuất khoai tây, hợp tác xã chỉ đạo thành viên mở rộng canh tác một số nông sản có thế mạnh của Quế Võ, liên kết với một số doanh nghiệp với những kết quả tích cực. Năm 2017, Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen là đơn vị có sản phẩm tiêu biểu giai đoạn 1997-2017. Đến nay, toàn tỉnh Nam Định có trên 300 hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều hợp tác xã đã hạch toán có lãi, vốn quỹ được bảo toàn và từng bước tăng trưởng, doanh thu bình quân đạt 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt 150 triệu đồng một hợp tác xã. Riêng năm 2017, có 12 hợp tác xã thành lập mới. Hoạt động của các hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp sau chuyển đổi có nhiều chuyển biến. Nhiều hợp tác xã đã mở rộng thêm các hoạt động dịch vụ để tăng nguồn thu hỗ trợ thành viên, nâng cao thu nhập. Một số hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư vốn để mở rộng quy mô sản xuất và liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Để đẩy nhanh tiến độ giải thể, sáp nhập các hợp tác xã nông nghiệp kém hiệu quả, hoạt động cầm chừng, các địa phương tiếp tục quan tâm rà soát, đánh giá thực trạng công nợ, tài sản, tổ chức bộ máy của các hợp tác xã để xây dựng kế hoạch cụ thể. Trong đó đề ra các giải pháp sát với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương, xử lý dứt điểm đối với các hợp tác xã không đủ điều kiện tổ chức, đăng ký lại theo luật hợp tác xã 2012, tiến hành giải thể hoặc chuyển đổi sang hình thức hoạt động khác đối với các hợp tác xã không còn hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả. Tháo gỡ khó khăn về chính sách đất đai cho các hợp tác xã, chính sách tín dụng cho các mô hình, tập trung vào việc nâng định mức vay, đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ thủ tục cho vay, đồng thời phát huy vai trò của quỹ phát triển hợp tác xã, thực hiện các chính sách thu hút cán bộ trẻ có trình độ về làm việc tại các hợp tác xã. Thưa quý vị và các bạn,
hơn 28.000 học sinh các cấp của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên sắp bước vào năm học mới 2018-2019. Hiện ngành giáo dục của huyện đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, đầu tư xây mới, sửa chữa hệ thống trường lớp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học trên địa bàn. Điển hình trong số đó là trường tiểu học thị trấn Ân Thi và trường tiểu học Đặng Lễ. Đây được coi là hai đơn vị đi đầu trong việc thực hiện hiệu quả mô hình trường học mới, lấy học sinh làm trung tâm. Theo đó, giáo viên quan sát các biểu hiện trong các hoạt động của học sinh để nhận xét sự hình thành và phát triển năng lực. Từ đó, động viên khích lệ giúp học sinh khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm và các năng lực riêng, điều chỉnh hoạt động để tiến bộ. Học sinh cũng được học bằng hình thức tổ chức nhóm đội thổ và thành lập hội đồng tự quản của học sinh nhằm nâng cao tính tự giác và phát huy năng lực cá nhân. Bên cạnh việc trang bị các thiết bị học tập hiện đại như bảng kéo, máy chiếu, màn hình TV, các em học sinh còn được học thêm kỹ năng sống kèm vào buổi 2 của tiết học. Nhờ áp dụng hiệu quả và đồng loạt, năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh có thành tích vượt trội đạt 20% với trên 1.400 học sinh được khen thưởng cuối năm. Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình hiện có 107 đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghị quyết Ban chấp hành Trung ương khóa 12, huyện xác định trong quý 4 năm 2018 sáp nhập các trường cùng cấp học trong một xã. Trong đó có 18 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cùng cấp trong một xã phải sáp nhập. Có 6 xã có cả trường tiểu học và trung học cơ sở dưới 18 lớp phải sáp nhập. Huyện Vũ Thư phấn đấu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Phấn đấu có 2 đơn vị tự chủ tài chính, mỗi đơn vị tự chủ một phần về tài chính, đảm bảo bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2025, tiếp tục giảm thêm 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ về tài chính. Đến năm 2030, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước, các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu. Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đang đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 0,5% trở lên, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh không vượt quá 112 bé trai trên 100 bé gái, xây dựng và nhân rộng mô hình thôn xóm không có người sinh con thứ 3. Để nâng cao chất lượng dân số, thời gian qua, huyện Xuân Trường đã triển khai có hiệu quả các đề án tư vấn và chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của huyện Xuân Trường vẫn còn nhiều khó khăn. Quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao, cơ cấu dân số biến động mạnh, mất cân bằng giới tính khi sinh còn nghiêm trọng. Việc triển khai lồng ghép chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình với việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, thôn xóm, tổ dân phố ở nhiều địa phương cơ sở chưa thực hiện. Tư tưởng trọng nam còn nặng nề ở một bộ phận nhân dân. Mặt khác, số phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cao, việc xử lý vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình ở một số địa phương đơn vị chưa nghiêm túc đã tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Do biến động dân số nên phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 tuổi đến 49 tuổi ở một số địa phương thường xuyên đi làm ăn xa, khó khăn cho công tác tuyên truyền vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Những năm qua, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, tình trạng sinh con thứ ba trở lên vẫn đang ở mức báo động, làm ảnh hưởng đến đời sống và sự phát triển kinh tế của địa phương. Tính từ năm 2013 đến nay, xã Lạc Hồng có tất cả 990 bé được sinh ra, trong đó bé trai là 544 em trên tổng số 446 bé gái. Năm 2016, tỷ số này là 108 bé trai trên 74 bé gái, năm 2017 là 94 bé trai trên 87 bé gái. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính ngày một tăng chủ yếu là do tư tưởng nho giáo, trọng nam phải có con trai nối dõi tông đường. Bên cạnh đó, do áp lực sinh đẻ, mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con, dẫn đến việc lạm dụng tiến bộ khoa học công nghệ để thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi ngay từ trước lúc mang thai. Thiết nghĩ, xã Lạc Hồng cần có các giải pháp cụ thể quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành công tác dân số kế hoạch hóa gia đình để làm giảm thấp nhất tình trạng trên. Đến nay, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã có 96% số hộ dân đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn.
huyện Thái Thụy đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của huyện phối hợp chặt chẽ với các địa phương và doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ đấu nối, sử dụng nước sinh hoạt nông thôn. Đến ngày 15 tháng 6, toàn huyện có trên 74.000 hộ dân trong tổng số trên 77.100 hộ dân đấu nối, sử dụng nước sinh hoạt nông thôn đạt tỷ lệ 96,2%. Trong đó, 12 xã có tỷ lệ đấu nối đạt 99% trở lên, 34 xã đạt tỷ lệ đấu nối từ 90 đến 99%. Hai xã có tỷ lệ đấu nối thấp gồm Thái Hòa đạt 84,5%, Thụy Thanh đạt 66%. Huyện Thái Thụy đã thành lập các đoàn công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp cấp nước sinh hoạt, hoàn thiện đầu tư hệ thống đường ống cấp nước cho nhân dân, nhất là các cụm dân cư và các vùng xóm lẻ. Đồng thời rà soát, kiến nghị với tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước trên địa bàn huyện cho phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện phát triển kinh tế của huyện, thực hiện tốt công tác quản lý nước sạch theo đúng quy định. Thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, tuổi trẻ thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình có rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, trong đó đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia đô thị văn minh, chăm lo cho thiếu niên nhi đồng. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngoài việc dọn vệ sinh chỉnh trang khuôn viên các nhà bia tưởng niệm, thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố, tuổi trẻ Tam Điệp đã vận động trao tặng 8 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách. Thành đoàn Tam Điệp đã huy động gần 800 đoàn viên thanh niên, học sinh ra quân tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, ra quân dọn vệ sinh môi trường, xây dựng và duy trì hiệu quả các tuyến phố văn minh, các tuyến đường thanh niên tự quản. Phối hợp với xã Yên Sơn đổ bê tông đường dân sinh tại thôn Liên Trung và hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà cho hộ gia đình chính sách. Ban thường vụ thành đoàn chỉ đạo các đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các em thiếu niên nhi đồng như tổ chức lớp tập bơi miễn phí, các lớp năng khiếu, các hoạt động thể dục thể thao, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà khăn quàng đỏ. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam chỉ đạo hội phụ nữ các xã trên địa bàn đồng loạt ra quân chăm sóc hoa trên các tuyến đường và dọn vệ sinh môi trường. Với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng đã tham gia nhặt cỏ, chăm sóc hoa trên các tuyến đường với chiều dài gần 10.000 mét. Các loại hoa có sức sống tốt, dễ trồng, dễ chăm sóc, thích ứng với thời tiết, nở quanh năm, phù hợp với cảnh quan ven đường. Cùng với chăm sóc đường hoa, chị em phụ nữ còn tham gia quét dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, thu gom xử lý rác thải đổ đúng nơi quy định. Đây là việc làm thiết thực của các cấp hội phụ nữ huyện Kim Bảng, góp phần bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm và thay đổi diện mạo nông thôn của các địa phương. Để góp phần cùng với địa phương nâng cao tiêu chí môi trường trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhân rộng mô hình đường hoa phụ nữ. Từ mô hình đầu tiên ở xã Khánh Trung, đến nay các cơ sở hội đã trồng được 51 km đường hoa phụ nữ. Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh vận động người dân, nhất là hội viên hưởng ứng phong trào. Tuyến đường do phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, đường hoa, qua đó đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực của người dân và hội viên phụ nữ. Những con đường hoa hình thành đã thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường. Ở những nơi đã trồng hoa, không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi, ý thức bảo vệ môi trường của người dân theo đó cũng được nâng lên, là một điểm nhấn đáng chú ý, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường thân thiện, xanh, sạch đẹp. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kinh Môn đã phát hiện và bắt giữ hai phương tiện đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy thuộc khu vực xã Hoàng Sơn. Qua kiểm tra của lực lượng Cảnh sát Đường Thủy, người điều khiển hai phương tiện vỏ sắt mang số hiệu QN6356 và HT0764 do Lê Văn Khuê, trú tại xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn và Đào Văn Mạnh, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát và các giấy tờ như đăng ký, đăng kiểm phương tiện, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, danh sách thuyền viên trên tàu. Bước đầu, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy đã đưa hai phương tiện về bãi đỗ, yêu cầu người điều khiển tự neo đậu phương tiện vào nơi an toàn và trông coi, quản lý tài sản, phương tiện vi phạm. Đồng thời, Cảnh sát Đường Thủy đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kinh Môn xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Duy Tiên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang hai tàu hút cát trái phép trên sông Hồng thuộc khu vực Giáp Xanh giữa địa phận xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam và huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Tại hiện trường, cơ quan công an bắt giữ hai tàu sắt mang số hiệu HNA 0229 và HNA 0203
có tải trọng khoảng 500 tấn do Nguyễn Hùng Cường sinh năm 1988 và Đỗ Quốc Tuấn sinh năm 1963 cùng chú ở xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên làm chủ, đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép. Qua kiểm tra, hai tàu đã hút được khoảng 300 mét khối cát và các chủ tàu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát. Hiện cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.